Mệt nhưng mà thú vị lắm. Ong này tuyệt vời. Đây, đoạn hôm nay cũng hơi bị hùng hậu mọi người ạ. Lên lên điểm là mình nghỉ thôi thì đúng không? Ngồi nhưng mà cũng xa hết anh. Quý khách có nhu cầu mua các mặt hàng đặc sản của mọi miền như thịt trâu gác bếp, thịt lợn nhan gác bếp, lạp xưởng, măng khô, nấm hương, mọc nhĩ, chẩm chéo, các loại trà san tuyết cổ thụ, xin vui lòng liên hệ 0333 666 860 hoặc truy cập website bcfood.vn. Hà Còi xin cảm ơn. Sữa ơi, mệt không? Nhưng mệt quá. Tối nay ai cũng ướt hết quần áo nhỉ, mồ hôi. Tối nay mà được sợ thật. Bữa ếch nó sẽ hồi phục công lực nhanh hơn. Tối nay có ếch không ở Thắng? Có ếch anh ạ. Phải lấy bút để nghe ếch rồi giấy. Chắc chắn là có ếch. Tôi thành có anh. Đầy cùa không chỉ cần ếch đâu. Ếch núi ăn thì... Giáp thế nào rồi? Ngọt. Còn sức cơ? Cũng khá là mệt anh ạ. Hy vọng là tối nay sẽ được rùa cua. Anh Lục chào. Ờ, Đức Anh đâu rồi? Đức Anh đây à? Chọn từ 1 đến 4 nhá. Sợ đấy, lạc nhau mất. Ôi, leo dốc. Thôi, tối nay xin phép anh em là tí nữa mình nhà mình hậu cần là mình đầu bếp. Lòng quá anh ạ. Lòng quá, anh cũng không thở được. Sau khi hành quân khoảng bao nhiêu phút rồi? Bao nhiêu tiếng rồi? 2 tiếng rồi. Vẫn chưa thấy đích đâu. Mọi người ạ, tình hình là anh em đang nghỉ mà còn đoạn dài dài nữa mới đến điểm nghỉ ngơi của anh em và hành trình trải nghiệm ở rừng. Anh em bắt đầu là hạ trại cả nhà nhá. Anh em bắt đầu hạ trại, bây giờ bắt đầu làm cá. Cá thì mang ở dưới xuôi lên thôi. Nhưng mà cá hồ đồng mô, cá chép xịn luôn. Mang lên thì chết rồi đấy. Cả nhà, sau cuộc hành trình khoảng 2 tiếng 30 phút, anh em bắt đầu quyết định là hạ trại tại điểm này. Thì bây giờ là mọi người có thể nhìn khung cảnh xung quanh rất là mát. Ở đây là độ cao rất là cao rồi đấy. 2 tiếng rưỡi leo núi với cả nhà. Hai tiếng rưỡi leo núi vào, bây giờ thì bắt đầu ăn cá thôi. Làm cá ăn đói lắm rồi mọi người ạ. Bây giờ là 12 giờ 30 trưa rồi. Nên là cua này, cua rất nhiều luôn. Ở đây thì rất nhiều cua với ốc, thoải mái đồ ăn đi. Còn có cá nữa. Trong đây là cua à? Cua, vừa bắt được. Bắt được nhiều không? Cua là cả nhà vừa bắt xong này. Ăn hết đấy. Đây đói, anh em đói ăn hết đấy. Chưa đây ăn bất tử đấy. Chưa lại ăn cá đi. Cho em một cái cây to để làm thớt phân. Ờ, em chặt vầy à? Chặt tí nấu canh cho con gà sạch sẽ. Rồi, okay. Cá sôm này anh không ngon mang cái gì mà mổ. Mà cá sôm nướng ở con đấy nhở? Cá sôm thì cả đâu nướng ở con để nguyên đấy. Còn mà cái đi chặt mấy cái que em. Chặt que cắm thẳng ông Đức đứng này nè. Cá sôm không phải đánh vầy đâu, để nguyên đấy. Ừ, lướng chui. Mà cá sôm xong rồi lấy cái mật của nó để cho vào nước chấm. Cá này nó không có lòng đâu, bỏ cái mật rồi em ạ, ăn cái lòng ngon à. Đây bỏ trứng vào đây. Em định để thả con này để phóng sinh đấy. Người bản địa ở trong không ạ? Con này vẫn còn sống à? Cá sôm này cũng hồ đồng mô luôn hả em? Vâng, cá hồ đồng mô. Dân già. Cá của con này của ông Lang Giáp. Để em lấy cái dao em chặt cái thớt nhá. Ừ, chặt đây cái thớt. Làm cái vũ nghiến. Còn đấy. Ờ gì nhỉ? Anh em mấy ông là cầm mấy cái que cá, để luộc cá. Cá chép là nấu canh chua đúng không? Vâng, cá chép nấu canh chua. Cần cái quả nướng. Rồi anh em đi lấy cái rau rừng chua anh à. Ừ ừ. Hay là anh em mình nấu cháo cá chép nhỉ? Ôi, tối em cháo em tối vịt nướng à? Nhưng mà tối lại cháo vịt nướng cua cháo ếch.
tối này lại bắt được ếch mà. Ừ. À chưa. Thế đây cá nướng thì nấu canh chua em nhá. Cá nướng ba bình tôm, canh chua. Canh chua lẩu gà rau rừng của anh em đi hái. Cá để thế này đâu, không 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 phải là gì cả. Không rửa. Thì đây. Cứ bảo rồi. Còn cá này thì lướng mà thì mồi cho. Ừ. Con này nướng anh. Con này nướng em nhá. Con này nó tẩm mắc khén hạt rồi nhá. Mắc khén hạt rồi nướng. Ngon lắm. Đây gia vị hôm nay đây. Đây. Bao gồm là gạo tẻ, gạo nếp, sả. Đây, lấy một ít sả này, ớt này. Ớt này, riêng. Đặc biệt là có cái mắc khén hạt dổi đây. Hạt dổi này, mắc khén này. Đấy, tí tẩm ướp. Cá xiên bằng cây, cây này gọi cây gì nhỉ? Cái móc. Cái móc à? Không kìa. Đúng rồi, cái móc. Nồi canh cá đây. Ui dồi, nóng lắm. Kiếm cái gì? Anh đứng ở ngồi chỗ kia dậy đi. Đứng ngồi ở đấy vắt nào ấy. Vắt à? Ok ok. Đây anh ơi, quả này gãy thì đập cấp luôn. Ờ đưa anh mượn cái gãy. Đây là nồi canh cá này. Đó. Canh cá tí nó cho đây, đi, cây chua vào. Cô em bốc cây cả. Ở đây hai thằng chắc là chẳng còn con ốc ăn nhỉ. Ừ. Ngon không Tiện ơi? Cua ngon không? Ngon nhỉ? Nào chuẩn bị ăn thôi. Cái nước này nó chua dữ ngon nhỉ? Không uổng công sức mẹ leo từ chân núi này. Nhiều lúc cũng muốn bỏ cuộc. Đúng thật là đi anh em mồ hôi ướt hết nhưng mà được cái thành quả đấy, ngon. Mấy con này đấy. Đấy. Chúng bỏ ít xuống mà đưa. Bác phải lên đấy. Bây giờ đừng ngồi thế này cảm ơn. Đuổi nốt bọn này. Bác mãi chúng mày phải lên đây vào mồm. Đuổi bỏ hai má đi. Nhưng mà hôm nay mang cái lồi hơi tiếc là hơi nhỏ nhỉ. Em đâu? Bảo là mang cái nồi to rồi nhưng mà thằng này nó sợ. Không phải chưa chín rồi. Em định cầm cái nồi nhôm to đúng không? Lâu chưa chín mà. Lâu. Ngon đấy, ngon đấy. Xứng đáng công sức đi lên đây. Đi đưa anh. Như này là bùi giờ anh đã lên được đến đây ngồi đây rồi thì là thẳng gốc rồi. Sự chào khán giả của anh nè. Em chào tất cả khán giả của anh Hào Còi. Tiện đây. Dạ vâng, em chào bà con cả lớp. Hôm nay còn thằng Lý Sự Kiện nó lên. Ai, anh lên anh phải bảo lấy cho em cái thử lồi to. Thử miếng cá, thử miếng cá đây. Lồi đây. To. Chung ơi, cá ngon. Cố gắng đi. Có một cây 60. Họ có lồi to là em này là đòi lắm đấy. Nó lên rồi. Chưa chắc đâu, bọn lấy nó cái hàng ấy là một cái lồi thôi. To, lồi to cũng lồ à. Lồi canh chua là to và thiết nhỉ. Vâng, canh chua này quá ngon rồi. Cái nồi canh chua này bao nhiêu hết? Canh chua này. Canh chua này bao nhiêu hết? Hai nồi nướng hết. Lá chuối đang được đây này, nó sạch. Ba. Đây rồi anh ơi. Ăn luôn rồi. Cầm tay luôn. Quân như thế nào, ngon không? Ngon nhỉ? Xì nhá. Giá ngon, giá này ngon, giá nhiều, nó thiết tha gì ở đâu. Lấy, ai? Sướng không? Ăn cơm thế sự ơi. Em nói thật cả anh Hưu nó bảo một đời em làm gì làm, chơi thì chơi, vào rừng là nhất. Hôm nay là chiều nay anh ấy. Chiều nay em mình vẫn đảm nhiệm cái món cơm nhỉ. Nấu cơm hậu cần. Chiều nay là em này. Anh Hà này. Rồi là Giáp, ba anh em mình là hậu cần, còn đâu anh em là tiền tuyến. Không. Ba là chắc chắn là đi kiếm đủ đồ về ăn rồi nhỉ ba nhỉ. Anh là chiều phải đảm nhận là bế củi này. Giáp là chiều nay là nhá, em đi làm mặt bằng để anh em giải lều. Còn anh sẽ là chân gọi là lầu lướng. Anh hôm nay là bếp trưởng. Anh Hà là bếp phó. Bếp phó. Đâu là... nhà mình ngủ đây không? Không rồi. Ở đây lều 4 thôi. Lều 4, lều 10 mình sang nhá. Mình lều này lều 10 à? Lều 15. Lều 15 luôn.
anh em mình là tối nay có một lều, tức là một cái trại đấy anh. Ừ. Là để 15 người. Lều của em thiết kế là 15 người. Tất cả anh em mình đều vào ngủ được, nhưng mà thật ra là vẫn muốn là anh em gọi là rộng một chút anh. Ừ. Còn một cái lều 4 đây. À, thế là có hai lều, hôm nay có hai lều. Lều của em thiết kế là 15 người, nhưng lều. Mà chỉ ngủ 10 người là cho nó rộng rãi thoải mái. Em đi đắt cua với ông mà. Đấy. Anh với ba đi nhá. Anh đi xách túi cho ba nhé. Ba nhá. Vâng vâng. Đấy, tí nữa anh đi xách. Bảo là anh em mình đấy, ai muốn làm đã bị chả bao giờ mấy khi anh em mình được. Đúng rồi. Tí nữa ba cứ để xách túi là nhiệm vụ của anh. Còn ba vắt nhá. Ba nhá. Nhỏ như này nhưng mà rất là ngọt anh ạ. Anh đang háo hức đây. Đưa anh cầm bao cho. Đây. Anh đây cả nhà ơi. Hy vọng là hôm nay sẽ là một ngày thành công của anh em mình. Không, buổi tối chắc chắn là sẽ bắt được nhiều loại ếch mà nó sẽ to hơn gấp 3 gấp 4 lần con như thế. Trên 1-2 cân. Tức là tối nay tự tin là bắt được khoảng tầm 2 cân ếch. Thế là chờ, anh em mình sẽ làm một kẹp nướng nhá. Thế là một kẹp nướng và một kẹp nấu với cây chuối rừng cùng với cua và ốc. À, không là ăn làm một nồi cháo nữa chứ. À, đúng rồi, có một nồi cháo nữa. Một nồi cháo của Thiện, của Thắng nữa. Thắng rất thích nấu cháo. Cẩn thận Thắng ơi. Các bạn lần này là lần thứ hai rồi, nhưng mà em gần như cũng thuộc hết rồi đúng không? Em ở đây thì chỗ nào ạ? À, tối nay anh em mình soi cua là trên cái suối này luôn. Ở đây nhìn rắn. Anh ơi thả nhá. Ok, Hà sẽ thả con rách này. Ơi. Bye bye nha. Cả nhà thông cảm nhé. Hiện tại bây giờ là phải lội thôi. Phải lội thôi. Không. Không sao, anh lội được. Ôi. Có cái gì trong điện thoại ấy nhá. Sao nữa? Điện thoại không vấn đề. Điện thoại đây. Rồi, chấp nhận hy sinh rồi. Bây giờ khoảng 5 giờ chiều rồi. Nhưng mà theo mấy anh em bản địa ở đây là không thể theo kịp, vì các em đi rất là nhanh và cũng áp lực là phải lo bữa chiều cho tất cả anh em ở đây. Bây giờ thì mới gặp các em ở đây treo, thật sự là mệt lắm đấy. Rất là mệt, các em đi rất nhanh lắm. Chiều nay thì các em lo phải đi đảm bảo bữa tối. Đồ ăn mang đi thì đã ăn hết buổi trưa rồi. Ốc núi rồi em. Đây, ốc núi đây. À, ốc vậy. Mình ăn là chỉ ăn tầm loại này thôi chứ không ăn loại nhỏ. Ốc này thì chặt đít phát mút phát thì anh nghĩ là giòn kinh khủng luôn. Giòn mà anh, cực kỳ giòn. Mấy con cua này mình sẽ bỏ qua đúng không? Cua bé này mình sẽ mắt đúng không? Đẹp quá. Có
Nhưng mà anh thấy là con ốc này chỉ còn khoảng tầm một ít nữa là anh em mình đủ nấu cháo rồi mình đó. Mình đi theo thực sự là mình không thể đi theo kịp được anh em. Và cũng do là buổi trưa nay là cũng di chuyển nhiều nên thành ra là buổi chiều hơi chủ quan là mặc quần đùi với cả áo trần. Có lẽ là hơi xa đấy anh ạ. Chuyến hành trình này Quang tèo một cái điện thoại đấy, mọi thứ đều là rất là mong manh. Vui mai lại được dùng điện thoại đời cao hơn. Cứ tiếc mãi không đổi, bây giờ là phải đổi thôi. Ôi, trời ơi, không có nhảy qua được không đây? Ôi, nhảy qua đi. Như kiểu xương sống khủng long ấy. Ồ, cái này đúng như kiểu xương sống khủng long luôn. Trời lắm đấy. Sắp về đến gần đến lán dựng trại rồi mọi người ạ. Ngửi thấy mùi khói rồi. Anh em đã đang nấu cơm. Anh em Hà thì nhiệm vụ đi bắt ốc với cả cua. Cua thì chưa đến giờ bắt nên bắt ốc trước đã. Vậy để nấu tạm nồi canh đã. Còn các anh em ở nhà thì hậu cần lo nấu cơm và chuẩn bị chỗ ngủ tối nay. Tình hình là rất tình hình. Bắt được cả ốc thôi, còn cua thì để tối. Tiện ơi. Anh ngã rúi rất luôn. Điện thoại quăng kèo rồi. Xử lý của anh ạ. Hà vừa đi bắt ốc về và rất là mệt rồi, vừa mới xong một cái đống củi và anh em cũng mỗi người một nhiệm vụ rồi. Hy vọng là tối nay là không bị đói. Ốc cũng đã bắt được tương đối rồi, bây giờ còn chờ buổi tối nay có bắt được ếch không, bắt được cua không thì là tuyệt vời. Mà theo kinh nghiệm của em Thắng thì tối nay chắc chắn là sẽ có cua và có ếch. Thế còn bây giờ cũng phải phụ thuộc vào trời tối đã, để xem là cua có ra không và ếch có ra không. Hy vọng là trời không mưa để anh em đêm nay có đồ nhậu. Một số người cũng đang đi đặt bẫy nữa, bẫy trên rừng nữa, để bẫy được con gì thì con bị như con chuột chẳng hạn, hoặc con sóc hay con gì đấy. Như một đoàn đi đặt bẫy, một đoàn em đi kiếm củi và anh em ở nhà này đang hậu cần sắp xếp chỗ ngủ này và đốt lửa này để chuẩn bị nấu cơm, cũng như là chuẩn bị nướng vịt này, rồi thì đánh tiết canh này, rồi thì có ốc này, chắc chắn là tùy con món ốc luộc này. Đang rất là háo hức đấy mọi người ạ. Cảm giác điện thoại không còn liên lạc được sóng nữa và ở một khung cảnh như thế này thì tuyệt vời rồi. Đấy, trại này siêu to khổng lồ đây. 15 người. Ok. Của em xong. Các bác vừa đi giặt bẫy về đấy.
Này thì nữa anh em mình lại cho lên xào hoa chuối thôi. Con này đang được đĩa đấy nhỉ? Đĩa to luôn. Xào hoa chuối kia có sẵn rồi. Sẵn hoa chuối rồi. Tí đây này băm ra là mỗi người một miếng, xào ra được một đĩa rồi. Anh chào xong rồi à? Ừ. Mình phải chặt cái đĩa này, chứ mình chỉ mút thôi. Ở đây thì chịu rồi. Và ốc này buộc cũng phải mút thôi. Ông không kêu được. Ốc này ngon lắm mọi người ạ. Ốc này nếu mà ở Hà Nội thì không mua được. Anh em này đang bắt đầu là vừa rồi trời ông trời cũng dọa cho phát rồi, cũng hơi sợ sợ. Bây giờ là bắt đầu là ăn đêm. Mùi cháo nhìn. Ôi chú đeo này mình đọc cho nhìn thấy nhưng mà chán. Nhưng mà ngon hết. Tầm này là ngon hết. Anh em ơi. Ơi cảm ơn tất cả mọi người nào. Anh em mình nâng ly lên. Cảm ơn tất cả anh em trên anh em đều vất vả nhá. Tuyệt vời. Hôm nay là không quản ngại khó khăn mà bắt cho anh em ăn thưởng thức đồ rất là ngon. Ừ, à, tối nay còn có cả con sóc chiều đánh bẫy được đấy. Tí lại ra. Kệ bỏ đấy kìa. Nhảy nhảy trên đầu anh kìa, trên đầu anh kìa. Đấy đấy, à đấy không phải con này. Đúng rồi, con này đúng con này không? Anh em thấy không? Đây, rồi, hôm ba cho anh em rồi. Cái gì ạ? Đây cá gì? Cá này là cá run run nên mun mun chứ nhỉ? Mun mun. Cá mun mun. Ăn sống luôn đấy. Nó nhìn nó như con trạch này. Đấy, thấy không? Ui, nhìn nó như con trạch này. Ăn sống ạ. Nó là cá suối. Đây, phải ăn cùng cái lá dân này này. Chuối phải lá này không chú nhỉ? Phải. Đúng rồi. Phải của nó non nữa. Lá vàng anh này. Hoa chuối à? Lá vàng anh rừng này. Đây, hoa chuối đây. Hoa chuối cho một cánh ớt vào. Làm miếng ớt nhá, anh gắp cho miếng ớt. Không phải có lo chuối. Thôi được, ăn kèm măng chuối. Thấy một tí măng chua đi. Đấy, để cho thử ăn. Thôi được rồi, em ăn rồi, ba cho em ăn rồi. Măng ra bắt đâu? Cá này. Sao bắt được con này ở đâu rồi? Anh ăn đâu? Không, lần trước bắt được con suối đúng không anh ăn rồi? Đúng, đấy. Trong làm cá này nó mới là đỉnh. Dạ. Nên mà ngon đấy. Đúng rồi, không? Cháu ăn một lần rồi chú ạ. Làm hấp rượu anh. Được. Cho nên phải kích. Cá này kích vào cái mình nhỉ? Ngon không? Ngon rồi. Cá này nó mới là đỉnh. Thế thì bắt được cho anh con nhá. Bọn okay. Nó lấy cái quả, cái củ ấy này. Ăn gì ba con chấp nhảy vớ vẩn. Ấy. Ăn con này. Nó vị kiểu gì em? Nó vị gì em miêu tả vị xem nào. Con cá này nó thịt nó rất dai. Mà cắn vào nó rất ngọt, ngọt kiểu giống ngọt kiểu quả cá ấy anh. Mà ăn nó thịt nó giòn lắm. Ăn nó giòn. Hôm trước anh được ăn. Như lần trước này mình đi rồi. Như rồi mình ăn quả cá ngọt thế nào con này nó thế nhưng mà nó giòn ấy. Công nhận là giòn. Nó giòn. 30 cm mà. Đây anh đo rồi. Nó dài hơn. Dài. Đây là xin giới thiệu với các bạn, đây là ếch núi. Dài này. Nhìn này. Đây là con bỏ đầu rồi nhá. Rách. Em nhìn này. Rất là béo. Kinh khủng. Thôi. À trải nghiệm con ếch núi. Đây anh ăn đi hết cái chỗ độc đấy thôi. Bên dưới đuôi đen đen bỏ đi anh. Đuôi đen đen bỏ đi nhá. Đấy, anh ăn cho đập này nhé. Yeah. À coi mời quý vị khán giả nhé, con ốc núi nhé. Ngon lắm đẹp. Vạt ngon hơn ốc. Xin phép mọi người nhé. Ok anh. Xin phép mọi người nhé. Ăn gần như cỡ chỗ Âu ấy nhỉ. Vâng. À, tuyệt vời. Quá tuyệt vời, còn thơm. Cua to lắm. Ồ, nhiều cua nhờ. Để tí nữa em đi bắt gì với được nhiều, bây giờ hơi ít. Ăn trải nghiệm ăn con cua núi nhé, tự tay bắt nhé. Mấy anh em tự bắt này. Ôi. Bây giờ thì không cưỡng nữa rồi. Chấm tí muối ớt. Ngon. Chấm muối ớt này. Anh cảm ơn nhá. Nhưng mà cái này phải ra dày không? Không, tại vì em bảo là ăn say là anh ớt này. Khổ quá. Đây hai quả mời quý vị nhá. Đấy nó đấy. Thơm dã man này. À, tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Anh ơi, anh không ăn ngon bằng em đâu. Để anh bốc cho em một miếng. Không đầy đầy. Chào cả nhà nhé. Sáng sớm anh em bắt đầu là vẫn còn một số anh em vẫn đang ngủ ở trong trại, còn mấy anh em này đã dậy để nấu ăn sáng, nấu cháo, cháo sóc. Cháo sóc lạnh nhờ, đêm qua phải nói công nhận là lạnh thật đi. Ong à, vừa đi bắt được tổ ong về. Có nhộng không? Không có đâu, nhẹ lắm. Đây này. Hả? Được con nào hay con đấy? Ui, được đấy. Được rồi, bên trong này. Ok. Có tổ ong này, ong gì có biết không? Ong trên núi này, nhiều loại ong quá.
không nhớ được tên. Ừ, đây nó có con này. Bé quá nhỉ, ông này mẹ là bé con. Ở đây nhộng này. Nhiều lắm anh ạ. Đấy. Nhộng này. Tầng dưới này còn có như tầng ấy nhá. Đây Hà coi thử ăn con sống này nhá. Đây thế nào nhá. Bùi lắm, ngậy cực. Hello anh Hà Coi. Hà Coi chào mọi người nhé, đang ăn nấu ăn sáng mọi người. Ai, buổi sáng nay em có món nhộng ong này, cháo, cháo ếch. Ếch đang làm kia rồi thì cho vào xong rồi. Này, anh xem thành quả này. Ôi, ếch nhiều lắm. Ốc nhiều lắm. Ếch chưa để cùng cua nó cắp ngay. Ốc này. Cua này, ếch này, ếch. Mấy con to thì nướng rồi, nấu cháo rồi. Thành quả rồi. À, xem này. Ừ, cua to thế nhỉ. To đấy. Ở dưới nó có màu tí tím. Ừ. Ăn vào, ăn vào, ăn vào. Ngon không anh? Ngon này mà. Em ăn đi ba. Khá ngọt đấy nhỉ. Bây giờ thì nó là kể cả cháo không nó cũng ngon. Chưa kể cho bao nhiêu ếch vào nữa. Ngon. Đấy, anh em đang kết thúc hành trình về với miền xuôi thôi. Mệt. Leo 3 tiếng về 3 tiếng. Riêng công leo nó mất 6 tiếng à. Không khí đây thì tuyệt đối trong lành này. Không có một tí bụi bặm gì cả. Lúc là mệt, mệt đúng rồi, lăn mình núi. Quế em đấy chắc nó chạy. Kết thúc hành trình. Kết thúc hành trình quý vị ạ. Rồi cảm giác anh em vẫn còn rất là về. Rồi anh em chuẩn bị về thôi. Cảm ơn mọi người nhé. Theo dõi video. Chuyến đi vất vả không anh? Phải nói vẫn là rất là mệt. Nhưng mà thú vị. Trải nghiệm. Thú vị. Rất là tuyệt vời mọi người ạ. Hà Coi chào cả nhà nhé. Hà Coi đang đến chơi một nhà mấy anh em ở trên bản. Thì hai anh em cũng đi từ sáng, bây giờ là 11 giờ trưa mới tới nơi. Anh em thì vẫn đang đi bắt những con đuông cọ ấy. Đuông cọ đi từ lâu rồi mà Hà đến đây thì mọi người đã đi bắt rồi, tiếc quá. Bởi vì mọi người không chờ được, phải đi để chuẩn bị cho bữa trưa. Bây giờ thì Hà đến nơi rồi và đang chờ anh em phải về. Điện thoại thì gọi cho các anh em thì toàn mất sóng thôi. Tò tí te, tò tí te. Đây cả nhà, anh em bắt đầu là đi hết cái đường đi được xe máy rồi. Anh em bây giờ sẽ đi bộ lên tìm cây cọ, cây dừa đấy. Mình mời mọi người đi theo chân anh em xem.
măng này, trên này một rừng măng này nhà ơi. Đây. Đây một rừng măng này. Rất là nhiều măng này. Củ măng to lon không này. Đây hành trình anh em leo được lược vào đồi rồi cả nhà. Chỗ sợ biết là anh mang cái này đi làm gì. Để anh đốt à? Vừa đốt vừa được quạt. Vừa đốt vừa được quạt. Chết. Rừng tùm. Rồi. Có mệt không? Hai anh em đi có mệt không? Cũng bình thường. Hôm qua không uống nhiều rượu thì cũng mệt. Mà cảm giác rượu không bị say lâu anh nhờ. Nửa đêm dậy mới tỉnh. Đây là Vương, con trai của anh Thắng. Hôm qua thì có lên đây chơi và anh Thắng anh đã mời một trận rượu rồi. Sau đó anh kể là hôm nay có con gọi là như kiểu con sâu móc à. Em tưởng kia cây dừa đấy anh. Sâu móc. À sâu móc à. Tôi nghe người ta nói vào rừng móc à. Vào rừng móc. Cái như thân cây móc này là cái ngọn nó ăn đầy đúng không anh? Đấy. Hôm nay mình chỉ ăn sâu thôi nha anh nhá. Cả nhà nhá, núi rất là cao luôn này. Còn đi anh Thắng bảo phải đi gần một cây rồi mới đến nơi nhá cả nhà nhá. Cả nhà đi rừng này mà bắt được mà được đầy một chai thì mọi người ăn cũng là khá là vất vả. Đó. Đây anh ơi. Đây. Ui nó chui mất rồi. Tụt vào kìa. Ui. Đừng móc nha, ghê nó cắm cho. Nó cắn đấy ai? Không, ghê. Đó. Ui giời. Chạy đâu. Khổ quá. Ăn sống luôn anh chị ơi. Ăn sống luôn nó mới đặc sắc. Thôi anh không ăn đâu. Anh chưa dám. Anh nhìn anh còn không biết về. Vương có dám ăn sống không? Cháu không dám ăn. Khỏe cực kỳ luôn. Ai mà ăn nó cắn. Nó cắn. Lại thêm một con già này. Lại thêm con già. Cứng lắm nhé. Như con bọ cành cam cả nhà. Mua đây. Không móm được tôi. Mua con này béo nhá. Đây đây nhá. Bằng quanh đây. Đây có con này đây anh à. Mày chạy à. Hỏi nhà ai vậy? Ui. Đấy. Ê. Anh Thắng ơi hỏi nhà ai nhỉ? Bố Hiền. Được vào đấy xong chị chỉ sang. Ôi. Ở nhà nhìn bò đấy. Trời đúng rồi anh ơi, cổ loa văn hóa đấy. Thôi anh hỏi nhà Bố Hiền thì quá xuất sắc. Ôi. Đấy. Ôi nhiều thế. Sợ chị không có nhà anh lên nhà Bố Hiền ngồi chơi bố anh Thắng mà nhá. Nhà ơi, mấy anh em vất vả quá nhỉ. Nhưng mà thành quả cũng xứng đáng đúng không? Kinh thật, một chậu đầy này hơn cân đấy. Con vương dừa này cả nhà, to này mà. Nhìn đốt tay mình chẳng là cái gì luôn. Vương dừa rừng này, béo ngấy. Ui mấy con này chất lượng quá nhỉ. Măng này, măng này là măng gì anh? Măng bương nhưng mà bương ngọt. Bương ngọt à. Ốc núi đây, anh em bắt được đây. Ốc này thì nhất rồi. Mấy con này to này. Cả nhà ơi, bây giờ luộc món ốc núi. Ốc núi là mấy anh em cũng đi bắt về, hà lên muộn quá, anh em toàn tự bắt ấy, vương dừa với ốc núi. Mà cũng phải có mặn này. Nhìn nó ngon nhỉ. Nhìn nó nhúc nhích, nhìn nó béo núng nính này. Dũng béo nhìn giống mày lắm Dũng ơi. Ngon lắm, con này thì ăn sống được mà. Nhưng mà đây không ai ăn sống như bác nhỉ? Không ăn sống, có nơi người ta ăn sống, có ai ăn được. Cái này xào nước mắm gì? Mình có cái gì cho thì nước mắm mà nhỉ? Có, nước cho đấy. Ngon nhỉ? Có ít nước mắm nhưng mà sẽ ít nước kính là thôi. Hôm nay nhậu thôi rồi. Uống bia. Em chưa dám ăn cái này bao giờ đâu anh ạ. Ừ. Lúc nó bảo tí ít quá nhé. Con này là con gì đấy? Con này ăn được đúng không? Tức là của nó, nhưng mà nó già rồi. Là nó già rồi, nó ra thành con này. Nó chuẩn bị nó bay đấy. À, đây là chính là nó sau khi nó già. Nó già đấy anh. À. Nó mất cái con đuông dừa ấy. Chảy nước miếng rồi đấy. Dạ. Con này con gì không? Con hỏi. Nó chính là đuông dừa đấy. Nhưng gọi là đuông móc. Giống một cái móc giống cây dừa. Dầu đi. Cho tí nước mắm vào cho nó thơm.
chảy nước miếng này. Cho lá lốt vào. Thư còn tươi bé đấy cả nhà nhé. Ăn vụng. Ngọt lắm. Cả nhà Giáp đang đánh tiết canh đấy. Em Giáp. Em Giáp đồng mô. Gọi là đại ca về cá. Giáp đánh tiết canh thì đỉnh rồi. Thanh quả phục cả buổi sáng đây anh ạ. Sữa ấy. Ngon thì mới ăn nhất luôn đấy. Mời cả nhà nhé. Ăn được. Lần đầu tiên sữa ăn con này đã. Em ăn em nhận luôn đấy. Đây sữa có như là một miếng đấy ạ. À. Mà thôi thì tí nữa còn bia. Đây mà tí nữa gắm với bia rồi. Thơm, sữa ngon. Ăn đầu nó thơm lắm. Nó ngọt nhá anh nhở. Ừ. Nó ngọt mà thơm với kiểu nước dừa á. Nhưng thật ra lần đầu tiên sức ăn nên là hơi đánh ghê ghê mồm. Mà ngon mà. Ngon anh mà ngon. Cảm giác hơi sợ đầu tiên. Bỏ qua sợ thì ăn được. Bánh xin giới thiệu với cả nhà, đây là quả bánh nè. Quả bánh rừng đấy. Quả bánh mà mọi người hay lấy ở trên rừng về. Đây là luộc lên để ăn nhá. Ăn luôn nhá. Ăn quả như thế nào ạ chị? Em ăn quả bánh đầu tiên đi. Nó giống quả mướp. Lạc lè. Này cái bán ở chợ người ta gọi là lạc lè. Giống lạc lè nhưng mà vị giống ăn nó mát mát như kiểu quả dưa chuột luộc đấy. Vị lạc lè rồi. Vị mát giống như quả dưa chuột luộc. Cả nhà ơi, đến với những nơi mà xa xa hẻo lánh như này ấy, được hòa mình vào với con người. Đây toàn bộ là đồng bào người Dao. Có những cái phong tục cũng rất khác, như là cái gian bếp của họ cũng rất là hay. Thì Hà về đây được cái là rất là cảm thấy rất là vui khi được đón tiếp cũng như là được trải nghiệm hòa mình vào cái cuộc sống con người ở nơi đây. Với những món ăn cũng thật sự là cũng lần đầu tiên ăn. Nhiều món lạ lắm. Như con đuông nóc này thì Hà lần đầu tiên này, nó cũng giống con đương dừa thôi, với cái quả gọi đặc lè rừng này. Rất nhiều món anh em cũng bảo là hứa là chiều nay thì có nhiều món nhưng hôm nay cũng muộn rồi, anh em đi rừng về nên là cũng nhà có gì thì đừng đấy thôi. Nhiều thì là chưa được cứng, nhiều thì là tiến lụa. Thật xin là anh cứ ấy, tí em cả nhà đến với những vùng đây và với được các anh em ở đây đón tiếp và cũng như là trải nghiệm bữa ăn như này thì với Hà Còi là một cái vinh dự rất là lớn, như là cảm thấy rất là hạnh phúc. Cả nhà xem video thì thấy là cuộc sống ở đây rất là bình dị và những con người rất là đầy nắng đầy gió nhỉ, trai gió luôn. Chúc cả nhà xem video thú vị, hãy nhớ ấn đăng ký kênh của Hà nhé và cho Hà một cái comment. Xin chào và hẹn gặp lại. Hành trình đi trải nghiệm săn bắt cùng gia đình em Trọng. Đây là nỏ đây ạ, nỏ đây là Trọng ơi. Đây cái nỏ đây cả nhà ơi. Nỏ này thì được truyền qua mấy đời rồi đấy anh ạ. Đấy đơn giản như thế này thôi nhưng mà được truyền qua mấy đời rồi đấy. Hà Còi thì đang rất là hào hứng. Rất là hồi hộp. Cảm giác thích thật đấy. Về đây không còn sự ồn ào của đô thị nữa, hòa mình vào thiên nhiên nữa. Ở đây là vườn nhà chú nuôi ong đấy ạ, nuôi ong với trồng cây, hoa trên rừng, hoa tự nhiên đấy. Nhà em Trọng là có bán cả mật ong đấy, mật ong, hoa tự nhiên luôn. Đây buổi sáng nên là sương vẫn còn ướt, đi vẫn còn cảm thấy ướt chân đấy. Sương buổi đêm ấy.
Cả nhà thấy thích không? Núi này như kiểu là Vịnh Hạ Long trên cạn ấy. Mà không khí ở đây thì trong lành rồi, khỏi nói rồi. Còn cái cảnh đồng ruộng với cả núi này thích lắm. Trọng trọng cũng lội xuống luôn rồi trọng. Không không lội rồi cũng không còn đường nào nào khác đúng không? Là đi trên bờ hai lùi suối cho nó mát này nhỉ. Cái tầm nước ở đây mà sảnh lắm. Thích lắm cả nhỉ, mát lắm. Cháu đi là hay gặp may lắm đấy, chú chú Thơm ạ. Cần cảnh một tí. Đây cả nhà ơi, mọi người đã có tín hiệu là có rồi đây. Bể đầu tốt đẹp nhá. Đậu 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 ạ. Giờ cháu cháu nhìn thấy rồi. Từ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh nào, không chạy đâu mà lo. Dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, bắt rồi. Dính rồi. Bắt rồi. Con này cũng khá là to đấy. Con này to đấy. Cháu rất may mắn rồi. Nó cắn chú Thơm này. Bắt luôn. Ui, cắn à? Còn rồi. Cắn chú Thơm rồi. Đấy, em bảo mà hôm nay sẽ có thịt rán ăn cơ mà. Ít nhiều thôi. Wow. Kinh nhờ, công nhận là bắn chuẩn thật ý. Cái nó chú này không phải bàn. Con này được 2 lạng thôi chú đâu. Được. To đấy. Có thịt rán ăn rồi cả nhà ơi. Rán ráo đây. Dạ bảng nhá. Tuyệt vời nhá. Khởi đầu tốt đẹp. Ôi dại á. Ừ, bắt đi. Nhà bây giờ có thêm cỏ cá với cả lòng nữa. Bởi vì rắn ít được ít quá. Thế nên là trong đó có 3 món. Cả cá nữa. Cá, lòng, rắn. Vâng. Cái này thì mang xuống suối rồi. Suối rửa với đánh vẩy. Còn cái này làm sạch. Vâng. Làm sạch rồi. Sạch cái này xuống suối làm cá cả nhà nhá. Bây giờ chú Đức sẽ lên tẩm ướp gia vị để chuẩn bị kẹp nướng luôn. Chú Thơm đã nhóm củi chắc cũng cháy rồi đấy. Củi to đùng này cả nhà ơi, đống củi nhìn thích không, to đùng luôn. Quá nhiều củi, chú Đức thì đang cho mắc khén với hạt dổi để nhớ chú cứ cho đi, cho nữa đi. Để tẩm ướp con cá này. Quá tuyệt vời rồi. Có mắc khén hạt dổi thơm lắm. À cũng ở nhà lúc nào cũng có lọ mắc khén với hạt dổi luôn. Xay sẵn luôn. Đấy. Ăn dần. Nha. Có con dao này cũng tiện nhỉ. Làm được bao nhiêu thứ. Dạ cũng được mà. Chặt giết các thứ. Cá đã phanh ra như thế kia rồi đấy. Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đấy chú... chú Thơm đang làm kẹp đấy. Cá nướng kiểu này thì nó ngấm gia vị thì tuyệt vời rồi. Cái món lòng này tẩm ướp y chang luôn, nhưng mà cho nhiều cũng bất hơn. Ở đây cốc đây. Mỗi người một cái nhá. Mỗi người một cốc này. Nhà mình lên bia tí nhỉ? Ừ, lên đây. Đó, chúc sức khỏe cả chú ạ. Rồi, chúc sức khỏe trọng nhá. Mời anh nhá. Mời mọi người nhá. Thôi, mời anh em nhá. Vâng. Mời anh em nhá. Vâng. À, mát thật. Đã quá. Mời mọi người thử miếng lòng nướng. Lòng nướng này. Lòng nướng này. Chơi lòng nướng này. À, cháu lòng lòng này đi. Cháy cháy tí cơ. Còn nó ngon lắm, thơm lắm. Cháy nó vàng thơm. Rồi. Vâng. Lòng nướng đây anh em ơi. Mời anh em nhá. Vâng. Rất là thơm hạt dổi luôn đấy. Thơm hạt dổi. Vâng. Thơm lắm.
Mọi người ơi, đây là món làm cho mình bị nghiện đây nhá mọi người nhá. Ăn bao nhiêu cũng không đủ nhá. Mọi người mua lòng nướng ăn kiểu này rất là ngon mọi người. Thơm đó. Ngon. Tuyệt vời nhỉ. Thơm ngon rồi nhỉ. À nhưng mà khé nữa nè. Cái mà ngậy nữa. Ngon tuyệt vời. Thơm thơm thơ cái món này đây đó. Món cá. Ôi món cá này. Đây là món rán nhá. Anh em nhá. Dần sáng nay chú Đức dần mọi người bắt đấy. Dần nướng này, dần nướng này, thịt nó xé này. Thế là thịt cá mực cái nhà chú nhỉ. Ngon. Thế là thịt cá mực. Chấm với chằm chéo này. Đây là có cá chằm chéo đấy cả nhà ơi, chằm chéo này. Ui, ngon lắm. Ui cá nó trông ngon thế. Cá đã quá ngon rồi. Đây, cá nướng đây. Thôi, mời anh em nhá. Cái này nó ngấm gia vị nó thơm đúng không ạ? Thơm. Thế nào hả chú? Tình hình nào chứ? Ngon, ngọt, ngọt, ngọt. Ngọt lắm. Thì bởi vì là mình đánh hết vảy mà. Vâng. Nó ngấm được vào, ngấm gia vị mà. Cái gia vị vào. Hai nữa là ngấm gia vị. Ừ. Mà. Mình gấp kiểu này thì nó sẽ được gia vị bên trong. Đây, từ lật ra nhé. Gia vị đấy. Gia vị đấy. Đó. Đây là con càng nguyên này. Đây, em lật ra nhá. Đây, anh lật còn một con này. Vâng. Ừ, tí nữa là con đấy. Thử cái gia vị trong này nè. Thơm cực. À, coi mời cả nhà ăn miếng rắn nhá. Tước. Cái này là phải tước ra này. Đấy. Xong là chấm cái này. Ngon cực kỳ luôn. Thơm lắm. Thơm mà càng nhai càng ngọt cơ. Càng nhai càng ngọt. Ghém quả ớt. Tước thêm miếng nữa. Nhà nhìn nó này. Thơm lưng luôn. Thơm lắm. Rắn này à? Thơm. Ngon rồi chú nhỉ. Được không? Được nghe được không? Mình cái ăn này được cả xương mà. Quá ngon. Ăn được cả xương. Cháu ăn xương mà. Hai ba con như này thì này được xương mà. Quá tuyệt vời. Mà nướng này và uống bia rồi rất là hợp. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Uống bia rồi. Uống bia đó. Thôi đi thôi, làm đi. Thế đi đi. Làm nào. Cần nhà nhá. Đến nhà. Mời nhà, mời cả nhà nhá. Vâng, mời cả nhà nhá. Vâng. Ly bằng cây nứa. Mời mọi người. Lần đầu tiên là coi được uống rượu bằng cái ly rất công phu này. Ôi, mời tất tái nha. Mời ly chân nhọn đấy. Dạ vâng. Mời bố, mời chú nha, mời ai nha. Mời các chú ạ, mời Trọng nha. Mời mọi người ạ, mời cả nhà. Gia đình bố con chú cháu của Trọng đang ngồi ăn kia. Và Hà cũng trải nghiệm tất cả các món ở đây rồi và cảm thấy không gian ngồi rất là thú vị. Dưới một bên cạnh là một bờ suối chảy róc rách và khung cảnh núi rừng hiện ra trước mắt nữa, một màu xanh mướt cộng với ánh nắng nữa, cảm thấy rất là thú vị, một cái trải nghiệm mà không bao giờ quên. Hà sẽ kết thúc video ở đây, xin chúc quý vị xem video thú vị, hãy cho Hà một cái comment, một cái bình luận để Hà tiếp tục cố gắng nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Thái băm chặt tôi. Bây giờ ai thò tay vào chặt luôn. À. Thơm, nó thơm quá. Cộp luôn. Tăng ơi. À, thử ba chỉ nào. Trộm miếng rồi, bé thôi, nó bé khán giả nghe thấy đó. Cái không khí ở trên này mọi người, cái không khí trên này mọi người nhìn thấy khói bắt đầu nghi ngút nhá. Không khí và không gian ấy, ngồi ăn nhậu ấy, nó cảm xúc lắm.
Còn thực sự luôn ở nhà là ăn mình cảm thấy là nó quá là bình thường. Mọi thứ thì cả đồ ăn có ngon mấy nó bình thường. À, thế nhá. Anh xe đi. Mới ăn xe. Cái này mới ngon này. Này ưu tiên Tú rồi. Cái đùi đi. Tú. Em bé nhất. Rồi em bé nhất. Làm miếng chấm chấm thôi. Dặn đi bánh dặn lên. Cảm ơn cả anh. Rất đẹp á. Cái này liệu chín chưa nhỉ? Quá chín rồi. Đây là cái da nó gõ này. Kêu cục cục này. Phỏng hết rồi. Đúng không? Cộp cộp luôn. Hơn quay quán nhỉ? Cộp cộp luôn mà. Quá ngon rồi. Cái này mới giòn. Ăn luôn đi. Này lại phải nhờ thằng béo chủ tài. Ăn tài gì đây? Thái. Đừng có nhầm. Tay bạn chứ không phải là... Thằng béo được thử chửi. Đấy là cho hạ còi. Bạn ăn đi. Còi nhất. Bạn ăn đi, bạn đi, ăn đi. Cầm đi, anh em mừng. Bạn xin nhé, bạn xin nhé. À, coi mời mọi người nhé. Xé luôn bạn ơi. Nóng lắm. Thế nào nhỉ? Xé đi. Thôi con Tuấn cánh để bay để còn phải là... đúng rồi. Tôm dã man luôn. Ừ, cánh là đúng cánh này. Không phải cổ cánh nữa. Này nó vàng nhỉ? Mọi. Thôi con cơ. Rồi cảm ơn. Thế thì mình vừa ăn cái gì nhỉ? Không, không có cừu không? Thôi đùa thôi. Đấy không thằng béo ăn đùi. Anh ăn cổ được. Em ăn cánh, anh ăn chân. Anh ăn chân anh. Anh cũng không thấy ăn đùi nữa. Anh ăn đùi nhau mọi người. Thôi được rồi. Anh ăn đùi đi, số khổ đấy. Ép ăn. Thơm bạn. Thơm mà nó thơm cái vị của thịt gà chứ không phải thơm cái vị của gia vị bạn ạ. Thơm vị thịt gà mới có một chút mắc kén hạt dổi thôi nhưng mà tôi thấy thơm nhiều nhất là vị của thịt gà. Nướng tan hoa là một đỉnh cao rồi nhưng mà nướng củi lại là một cái đẳng cấp khác. Thơm chuẩn đúng là nhiều nhất vẫn là vị thịt gà thôi. Đúng là gà đúng không? Nhờ bạn Thắng lấy viên cà nát rồi. Mọc cua. Mọc cua là đùa. Mọc thế. Được cảm ơn. Con tay nó dài mà. Mọc thế rồi. Mọc này phải để cơm. Cơm kèo. Cơm kèo. Bây giờ nát rồi thì có mà có nữa thì không bạn chủ. Sửa sai mình ơi. Thắng ơi. Thử ba chỉ nào. Trộm miếng rồi, bé bé thôi, nó bé khán giả nghe thấy đó. Đâu trong chân là cái miếng, bây giờ Thái nó làm miếng đi. Cộp cộp luôn. Này được lắm, lúc cũng chẳng cần cái bí quyết gì đâu. Đúng rồi. Chẳng cần bí quyết gì cả. Chẳng cần bí quyết nữa. Than lửa với than, lửa với than, lửa với than. Và làm thế nào để giòn thế nào để kia, xong là cứ thần tránh lắm. Đường này là tranh nhau đấy. Thằng em thú. À coi mời mọi người nha mọi người. Ăn đi em, ăn đi em, rộp rộp luôn này. Mà cái này anh thấy vẫn thiếu cay nhỉ. Ngon không? Ăn đi. Cái này trộn làm sao mà giỏi cái này nhỉ. Rồi, rộp rộp nhờ. Đường bạn. À, bây giờ tất cả anh em bắt đầu hành quân về đây mọi người ơi. Ban ngày đi không sao đâu nhưng mà buổi tối đi á, là trượt chân là có thể là gãy chân đấy. Bụng luôn. Đá cứng mà. Anh đi. Đây đâu? Đâu không, đây với tình bạn bao nhiêu năm mình gắp cho bạn một miếng và ăn hết nhá. Tên ăn cua núi đường bạn đấy luôn một à, coi cho cả nhà nhé. Một buổi sáng tỉnh dậy và anh em thì có người thì vẫn đang ngủ. Em sự đang đi đánh răng, mặt trời ló dạng. Bây giờ là hơn 6 giờ rồi, hôm nay mặt trời ló cơ nhưng mà
À coi thì cũng vẫn còn mệt chưa dậy được. Bây giờ mới quay được cho mọi người. Tí nữa thì anh em sẽ di chuyển. Anh em sẽ di chuyển. Sẽ di chuyển ra những cái bãi ở xa xa kia để dựng lều và có thể là sẽ ở đấy. Bắt được cái gì thì cũng sẽ ăn cái đấy thôi. Và hôm qua thì đêm hôm qua thì cũng đi soi được một ít trạch rồi. Nên là hôm nay cũng cảm thấy yên tâm phần nào. À, có trạch rồi, có gạo rồi, có rau rồi nên là cũng sẽ ít nhất là cũng không sợ nữa rồi. Trọng em đi rừng thì quen rồi nhưng mà đi nước này thì có mệt không em? Nói chung là so với đi rừng thì chắc là sướng hơn nhiều anh ạ. Sướng hơn nhiều. Sướng hơn nhiều. Ít và di chuyển hơn. Ngủ đau hết cả lưng đấy. Quá. Ngủ đây sướng. Mỗi tội là uống rượu hơi nhiều thôi đúng không? Uống rượu hơi nhiều thì là bất tỉnh luôn. Thua cả ông già đau chân. Ông già này đau chân mà chưa thấy mệt là cái gì đây. À coi chào quý vị nhá. Một buổi sáng và tất cả team đang dừng chân lại ở trên một hòn đảo. Và sẽ cố gắng là sẽ ở lại đây 24 tiếng đồng hồ. Em sợ thì đang dựng lều để tránh muỗi. Lều này thì bé nó không đủ tất cả mọi người ở đâu. Chú Thơm với chú Xiên thì đây, khung cảnh xung quanh đây. Hôm qua thì đã bắt được một ít trạch rồi. Và bây giờ thì anh Đức với cả chú Đức, hai song Đức luôn, đang đi bắt cá để ăn. Ở đây không có cái lá gì ăn được nhỉ chú Đức nhỉ? Không có cái lá gì có thể ăn được nhỉ? Xin đấy. Ra. Có cái xin đấy. Hôm nay nhìn thấy có cái xin đấy. Lá ngón à? Lá ngón này nó beo đấy nhỉ? Đây lá ngón này chứ. Lá ngón á? Lá ngón ngón trâu ạ. Lá ngón đấy. Đây cả nhà, đây là lá ngón ăn chết người như này. Cái cây này đừng có bao giờ mà đụng vào nó làm cái gì cả. Đừng bao giờ đụng vào cái cây này đấy nhá. À, quay chi tiết cái cây lá ngón ăn chết người này. Và nếu như mọi người đi để ý cây han nhé. Quẹt vào cái cây han đấy là tèo đấy. Kinh khủng khiếp. Đây, lá ngón này. Mà đi mà mọi người mà cứ gặp cái lá gì cũng cho vào mồm nêm nêm thôi. Nguy hiểm lắm. Đây, em Trọng bảo có linh chi này. Linh chi này uống được anh ạ. Bây giờ đun nước uống luôn được. Được anh ạ, nhưng mà chỗ này nó vào chỗ này khó lấy quá. Khó lấy à? Đấy. Đây linh chi đây cả nhà. Linh chi. Nhưng mà này chết rồi sao? Chết rồi. Chết. Nó như thế thôi. Mà nó kẹt không lấy được. Nó kẹt rồi đây. Mình không thể chạy được. Chú chạy nhanh quá. Đây rồi, đây rồi. Các chú đây rồi. Đây các chú đây rồi, mọi người ơi. Đâu, rắn đâu, rắn đâu. Có đồ ăn rồi. Ôi. Cỏ lắm. Khủng khiếp chưa cả nhà ơi. Rắn gì đây? Rắn giáo ạ. Khủng khiếp luôn. Chảy cả máu tay rồi. Cẩn thận đấy, con cắn đấy. Cắn đấy. Rắn giáo đúng không? Không phải không? Giáo mốc à? Ôi, cả nhà nhìn thấy con rắn to không? Ôi giời, mình chạy không kịp luôn. Con này mình chạy nhanh lắm. Nhanh lắm con này. Nó lao từ đầu kia xuống mà. Tính tỏ rừng này rất là nhiều đồ linh tinh nhá. May nhờ. Đang nhìn là tổ ong ấy. Có tổ ong đấy, có con ong. Tổ ong lắm đấy. Rắn đây. Sửa của cái này. À dạ. To. Con này phải cân đấy. Chắc cân là chắc rồi. Con này. Nghe quá nhưng mà con chạy được nó rộng rãng quá. Ui này. Vòng chạy vòng tiến kia ấy. Vòng tiến kia. Ngon rồi. Chắc phải được cân đấy. Cân đấy nhỉ. Dài đấy. Con này phải dài 2 mét đấy. Chắc rồi. Đấy cao hơn cả chú Thơm đây này. Đây. Cao hơn chú Thơm này. Bây giờ là thôi. Thấy được con rắn rồi là mọi người cũng bảo nhau thôi về nấu. Bởi vì là cũng bắt được rất nhiều cá với cả linh tinh nữa rồi. Hôm nay lại làm tôm nhảy tiếp cả nhà. Hôm qua ăn rồi, hôm nay lại ăn tiếp. Hôm qua ăn tôm nhảy. Chưa đủ tôm.
đầu tiên là chưa biết ăn, khi biết ăn rồi là nghiện đấy. Nghiện đấy. Thành phần là có các loại rau thơm, ớt, với tỏi, và hoa chuối. Mày cắt đầu cái này đi cả cùng tí là hết tôm nhảy. Anh em làm tôm nhảy đấy. Sắp xong rồi anh ạ. Xong rồi. Bây giờ là thả tôm vào đây ăn được rồi anh. Quan trọng nhất là phải chuẩn món này, anh biết là cái gì không? Là phải ông lăng giáp ông thái anh ạ. Là cái thái chuối. À, người thái chuối là quan trọng nhất rồi. Vâng. Còn người pha trộn kia là không quan trọng đúng không? Không quan trọng anh ạ. Ờ, hôm nay thiếu lạc đúng không? Ừ, dạ. Ừ đấy. Không có lạc. Còn lạc bao qua còn lạc. Còn lạc mà. Ê, lòng đấy cả nhà ơi. Nhìn hấp dẫn quá. Công nhận nhiều nhưng mà khi nướng nó tóp lại nhỉ chú nhỉ? Nó co lại. Ngồi đây để ăn vụng này. Nào anh. Ngon, béo lắm. Ngon. Không dai đâu, chẳng qua miếng vừa to quá thôi. Nó chẳng còn mùi gì nữa, chỉ mùi thơm thôi. Tôm đẩy của em. Khá bé bé như thế là chín nó vừa miếng. Thật ngắn ngắn này chú. Đốt thôi. Nhiều người quá. Ăn thôi nhé. Vâng. 7 sen này. Nữa dài nữa. Vâng. Đấy tầm đậy. Đấy, là vừa. Dâm này, dưới đây. Đúng rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời các chú nhá. Cháu mời các chú. Vâng. Mời tất cả anh em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Và mâm. Đây mâm cơm hôm nay cả nhà ơi. Thịnh soạn không? Mời các chú nhá. Quá nhiều đồ ăn luôn. Quá nhiều đồ ăn luôn cả nhà. Bắt được rắn này, cá cũng bắt này, tôm cũng bắt này. Chủ yếu là mua rau thôi, với lòng thôi. Tôm nhảy đấy. À, chú Đức ăn tôm nhảy đây. Tình hình nào chú Đức này? Hôm nay đi nào so với hôm qua chú? Vì hôm nay là khác vì hôm qua tí. Xem tôm nhảy. Ngon lắm. Anh ăn cái rau thì nó thơm này. Rau thơm. Mấy ăn mấy bỏ đâu rồi. Đường chú. Dạ. Có được đường chưa? Anh em mình cách nhau cả anh em chưa? Đường chưa. Đang đi là hôm nay cơm bữa trưa này quá ngon luôn. Món nào cũng đỉnh cao luôn. Mời nhá. Chắc em không anh ạ. Anh em sát hàng nhất là món tôm này. Và bây giờ đến món lòng nướng ấy. Mời mọi người nhá. Món rắn nữa. Và các anh mời mọi người. Ta coi mời cả nhà ăn miếng rắn nhá. Thơm cực kỳ luôn. Anh xin lỗi anh cò rồi. Thơm cực kỳ luôn. Hà cho 4 lon bia vào luộc cùng với xả với tương bần. Và cả chút mặn khén nữa. Ra một cái vị rất là thơm. Bung kèo. Bung nhảy chưa? Còn rắn đi. Rắn cái này tới. Thế thì có vào đâu. Ngon lắm cả nhà. Ngon này. Đây nhá. Các chú ưu tiên cho Hà thử luôn. Thử phải thử xem. Là thật luôn chứ không phải thử nữa. Ăn trước một miếng xem thấy thế nào. Nóng đấy. Nóng mà nóng đấy. Nóng ngon lắm. Mồm đấy. Ôi trời ơi mọi người. Ôi ăn đi tôm chị ăn con. Rất là mạnh vào. Rất là ngon. Đấy là phải chấm cái muối hạt sổi ớt này. Ngon lắm người ta. Ôi ngon nhưng mà chú kiểu gì thầy chú cũng bắt từ trước đã. Da nó giòn lắm. Da giòn mà cái chỗ bà chỉ nó cái đầu sụn ăn ngon lắm. Hôm muộn ra rồi bọn. Cày. Ăn đi. Đã đây không? Quá đã. Sướng chưa nhờ? Ăn kiểu này mới sướng. Ăn cái chanh này, ăn cái chanh này. Ăn nó hơi tê tê một tí, ăn ăn nó to lên sướng. Con đói quá mọi người, xong là mà cái này nó phải nói ngon xuất sắc luôn. Xuất về, sắc. Cái nào cũng xuất sắc. Về ngoài miền xuôi là không thể kiếm được nấu kiểu này được. Kiểu gì em cũng phải làm một con lươn. Nhà nhà mình nhiều lươn nhỉ? Con đấy. Cái này nhiều lươn đúng không ạ? Vừa lươn vừa chặt đấy nhá. Mấy con mà lươn. Bảo lươn chặt đấy. Thế thì nhà mình thoải mái mỗi người một con đúng không? Thoải mái nhiều mà. Lươn rừng thì nó hơi bé cả nhà. Nhưng còi lắm. Thực ra là vào đây mà để kiếm được những cái món ăn tự nhiên này thì nó hơi khó một tí, cho nên là phải phòng thủ. Cái thịt dê này là mình mang đi từ nhà. Nếu mà không kiếm được không cái này, kiếm được là chỉ là có mỗi món này thôi. Mà kiếm được. Hà Còi chào mọi người nhá. Hà Còi với cả mấy anh em chú cháu lên rừng. Và hôm nay thì làm một cái buổi lên rừng thôi. Thì
Đây, chú Xuyên đây, chú Đức đây. Chào cả nhà nhá. Trọng đây. Mọi người ạ, vào đây nhìn, mọi người nhìn này, thích không? Ở dưới là sâu sâu đấy. Mình cẩn thận là té là mệt đấy. Chú Thơm bảo, à chú Đức bảo là ở đây sẽ chắc chắn là có trạch. Kinh nghiệm của chú, kinh nghiệm của chú. Chú Thơm với cả chú Xiên đang tìm kiếm trạch, lươn trạch ở đây. Còn đã nhóm củi kia rồi, đi với anh Trường thì yên tâm. Anh Trường đang làm thêm xẻng nữa. Đây, đây này, đường con rồi, có mẹ đấy. Đấy, đường ơi. Con rồi mọi người ơi, con lươn rồi. Hơi bé nhưng mà cứ tạm điều ở đây đấy. Chui à, chạy à. Ở trưa này là có tí chất tanh rồi. Này nấu lá lốt. Ôi, con gì đấy nhỉ? À, ừ, đây con bắt luôn. Bắt luôn, con bắt ăn, luôn. Đấy. Ăn được không? Ăn được. Ăn được. Ừ, con bút bút mình ấy. Đây. Này, chơi nhau ở gió đây. Vâng, đây. Đây chú ạ. Cố săn con mẹ của nó ở trong đấy nhá. Có con mẹ đấy nhá. Hôm nay đã được con bé rồi. À đây, con châu chấu này. À, con châu chấu. Bắt hết. Uống được. Ăn được. Ăn được hết. Ôi, chạy. Đâu. Chạy rồi. Ôi, chạy ở đây béo nhá. Yes. Chạy bù đây. Ôi. Có vẻ ở đây, đặt, chúng rồi ấy. Ôi. Wow. Ôi. Bé cũng... Bé không bắt nhá. Cứ bắt thôi, nếu mà chốc nữa mình nhược nhiều thì mình tính sau. Ôi, hai con lươn này. Ôi, cua đây này. Cua. Cua không bắt ạ. Bắt. Cầm lấy nhá. Vâng. Rồi. Cua không bắt. Móc từng khe như này lấy con lươn. Ôi, đây đây. Ôi, to đấy. Ôi, đây. Ôi. To nhờ. Ôi. Vào. Con bé phải có con to chứ. Đấy, mẹ của nó lại. Đấy. Trời ơi. Mẹ lắm. Thế chứ. Nó trong khe này nhá. Tức là nó ở sâu thật, tất ở dưới. Lươn mà nó ở sâu lắm. Tôi bảo hắn cái khe đá này. Thế là cuối cùng cứu được con to à? To đấy. Nó phải ở đằng này sâu trong cơ. Đấy, sướng nhờ. Ơ, ôi, nhiều. Ơ, đỉa, rồi, kinh đỉa trâu ấy. Con đỉa đấy. Giật cơ mình cái tưởng lươn. Sợ thật, cái hồi trước nghe Trung Quốc là mua mỗi kg là bao nhiêu đấy, phải không? Đỉa đấy mọi người ơi. Ơi, sao ổ nữa à? Sợ quá. Rồi, ăn thôi mọi người ơi, đói quá rồi. Sắp mâm thôi. Bây giờ 1 giờ chiều rồi mọi người ạ. Nên là cái cảm giác rất là đói bụng. Mà bị tra tấn trong suốt quá trình nấu nướng. Ồ. Cái nồi này là nồi thịnh nhất đây. Lên đỉnh đấy. Ơi, cả nhà theo dẫn chưa? Dẫn chưa? Ngon chứ. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ thái thịt cả nhà nha. Ôi trời. Nóng hổi nha. Cẩn thận đóng tay được chưa ạ? Như mọi người nhìn thấy mấy miếng thịt thì ngon nhỉ? Nhìn hấp dẫn đây nhỉ? Ừ. Mà tầm này thì cũng đói lắm rồi đấy. Trọng nhìn kèm không? Đấy, vừa thịt đi nhỉ? Đấy mà cứ phải nướng cả cục này nó mới ngọt này. Mình mà cứ nướng... Cho nó còn thấy trái. Đấy, nó phải còn như thế, chuẩn luôn. Đấy. Nó phải thế. Người sướng. Được. Chảy nước miếng rồi. Nó phải chảy nước đỏ này mới ngon. Đấy, cái màu hoa chuối này, cây chuối này mọi người này. Chạch nấu này. À thì hàng nghiện món này lắm. Xin theo các chú nhé, thử đấy. Tí nước. Ôi, chú xem không nào, không vừa mua mì chưa? Có phải thêm vào cho nó mới... Vừa chú ạ. À vừa thì ok rồi. Ừ. À. Nhá. Ngon quá. Xảy ra. À, cháu xin phép các chú cháu thử luôn này nhá. À chạch nấu chuối. Không phải thử nữa mà thật luôn đấy. Ăn luôn đấy, không phải thử nữa. Không phải thử nữa. Chạch nấu với nón chuối. Đấy, chạch lươn với la lốt nhỉ. Vâng. Ừ. Có cả ớt xào chạch tía. Có cả ớt này. Bận đây cũng có rồi cơ mà. Thêm tí ớt nữa. À, rượu này. Thưa mọi người nhá. Các chú ưu tiên cho Hà thử luôn. Cứ phải thử xem. Đấy. Thật luôn chứ không phải thử nữa. Ăn trước. Một miếng xem. Thấy thế nào? Nóng đấy. Tôi nóng mà nóng đấy. Nóng ngon lắm. Mồm đấy. Đấy nhá. Sao mà ngon thế. Đây của chú đây nhá. Rượu của chú đây nhá. Xin nhá. Ngon đấy. Chả biết nói gì chỉ biết ngon thôi. Trường. Chỉ biết, ngon, biết ngon thôi, chả biết nói gì nữa. Ăn miếng thịt to, uống chén rượu đầy. Thế mới sướng. Cả nhà ăn miếng to luôn rồi nhá. Ngon lắm.
Kể ra mình kiếm được bộ nhau thay châu rừng để ăn. Thôi rồi. Nhau thay châu rừng nhỉ. Nếu mà hôm nay mà gặp con nào nó đẻ nhỉ. Vâng. Đang đẻ thì về trong đây. Thế là có bao nhiêu rượu lôi ra uống hết xong về. Coi về đi rừng nữa. Vâng. Bộ đây gọi là nhất anh ạ. Nhất bộ đấy luôn. Ăn nốt chỗ xì dê này xong là tiếp tục hành trình mọi người ạ. Ngon lắm. Ngon quá. Đấy, ngon đấy. Đúng gà là phải nướng này. Cứ ngồi xung quanh quây quần bên bếp lửa này nhỉ. Xong là ăn thịt. Quả đoàn chuẩn bị hành trình tiếp theo mọi người ạ. Anh Trường bảo là mới có 1/3 quãng đường làm hà hoảng luôn. Hoảng hốt luôn. Đấy mọi người, sau khi mà nấu ăn xong ấy thì tất cả là sẽ lấy nước để dập lại toàn bộ luôn. Để đảm bảo luôn là tránh cái chuyện cháy rừng. Tuy nhiên thì không thể cháy đâu. Nhưng mà cứ cẩn thận thôi. Dọn dẹp rồi mọi thứ hết đi. Tiếp tục hành trình. Sau một bữa trưa rất là phê pha, cũng rất là no bụng với 3-4 bát cơm và được nghỉ trưa, nằm ngủ trưa một giấc mọi người, sức khỏe lại gần như bình thường trở lại. Thực ra uống một vài chén rượu nó lại khỏe người hơn đấy. Và sau khi mà được chợp mắt buổi trưa một tí thì cảm giác sức mình nữa trở về bình thường và rất là sung mãn luôn. Tiếp tục hành trình đi sâu vào trong rừng hơn nữa. Buổi sáng hôm nay đi như thế mà đi gần một tiếng rưỡi. Mà bây giờ anh Trường bảo mới được có 1/3 quãng đường rồi. Nghe thôi đã thấy nản rồi. Nhưng mà Hà Còi nghĩ rằng là những cái chuyến đi như này giúp mình rèn luyện sức khỏe hơn này. Rèn luyện cả về sức khỏe, về thể chất lẫn tinh thần luôn ấy. Thì tinh thần mình cũng cảm giác được thoải mái hơn. Công việc kinh doanh hay là mọi cuộc sống trong hàng ngày nó bộn bề quá. Khi vào đây mình chỉ tập trung vào một cái việc là làm thế nào để có cái trải nghiệm thú vị nhất thôi. Thì mình cảm thấy cuộc sống yêu đời hơn đấy. Đây hình như khác cái bé hơn cái quả. À đây mới là cả quả sung đúng không anh? Ở sung to chưa mọi người? Sung rừng đấy. Ôi, xem cái bên kia này sai quả thế. Đây quả sung. Quả sung. Chát chát mọi người. Đây. Sai thứ. Và thường kia thôi. Ủi ôi, quả nhỉ. Quả nó chi chít như này. Thôi rồi. Cả nhà. Thôi cái này ăn được đấy nhỉ? Ăn được mà. Ăn được mà cháu vừa làm quả. Nhưng mà chát chát thôi. Không phải là loại mật kia. Cái cây mùng nhí kìa. Sâu kìa. Đâu chú? Khô lắm. Rồi. Giòn thế. Giòn nhưng mà hơi khô. Vâng. Cái này phải bắt buộc phải chấm muối. Đây chấm muối ngon mà. Ui sai quả kinh khủng luôn cả nhà. Ngon. Cây tròn thế quả ấy nhỉ? Tròn thế quả thôi. Cây mùng nhí đâu? Đấy đằng sâu. Đây mọi người, đến đây ví dụ như là có dã ngã ba ngã tư mà nó có hàng bao nhiêu cái lượt mà rẽ như thế. Sướng quá. Ôi mọi người ơi, giật mình bởi một cái cây khổng lồ. Cái này cây đa là cây gì chứ? Cái gì? Cây đa á? Ôi, có gì nó bay vào mắt, đợi à tính Hà trước mắt, con gì nó bay vào mắt. Đây mọi người ơi, nhìn cái cây này. Mọi người nhìn này, trọng thử ra đứng vào cái cây này xem nào. Ôi mà không nhìn thấy ngọn ở đâu luôn mọi người ơi. Ôi mình có thể đi qua chỗ này luôn ạ. Khủng khiếp thật. Cây này. Đây. Mọi người nhìn thấy cây. Chơi nấp tim ở trong cái cây này được ấy. Ai à, em đi vào trong thân cây này nhá. Cây này đôi 4 6 8 9 gốc. Đây đẹp quá. Ôi cây. Mọi người mà nhìn vào bằng kiểu mắt thường ở ngoài đời cơ. Nhìn nó khủng khiếp. Đây là bộ rễ của nó xong lên trên kia, ở dưới nó là cái cây lên thẳng. Sợ thật đấy, cái cây này. Ở đấy. Trời ơi, nhìn nó như kiểu cái cột của tòa nhà cao tầng ấy. Là kiểu như là nhà mấy chục tầng ở thành phố ấy nhỉ? Vâng. Đây mọi người có thể nhìn thấy từ góc này nhìn thấy cái cây nó khủng khiếp nào. Chú Xuyên với cả chú Đức nhìn không thấm vào đâu. Không thấm vào đâu. Cái góc này là 8 người ôm cho bao nhiêu người luôn. Mà thực sự là không nhìn thấy ngọn ở đâu luôn. Không thể nhìn thấy ngọn nào, ngọn nó đang ở đâu. Cây này là
chắc chắn là có tắc kè sinh sống để tắc kè sinh con để cái chi này đó. Kinh khủng thật. Đây. À đây, đây có phải tổ mối không chú ơi? Tổ mối đây. Ôi đây, quay đây. Tổ mối khổng lồ đây. Ừ. Như kiểu là nó có một cái tháp thở ở trên đấy. Mọi người tháp ấy. Có nhưng một mà... cái ống khói như cái ống khói ở ở bên phương Tây người ta gọi hay ống khói đấy. Đây là ống thông khí của nó đấy. Đây là con chúa của nó đấy. Con chúa ấy nhỉ chú nhỉ? Ừ. Chúa nó ít ra thì bằng cái loài ngô ấy. Ừ. Đấy. Đây, tổ mối đấy mọi người, khủng khiếp luôn. Trọng thì đứng cạnh tổ mối này, chả là cái ăn thua gì so với cái tổ mối này luôn. Hay nhỉ? Biết tí. Đây là ống khói của nó đấy. Ống khói, ông thử. Ống khói đấy. Cao đấy. Cao. Hay nhỉ? Bên cạnh thì là một cái cây khổng lồ. Cây siêu khổng lồ luôn. Còn bên này thì là một cái tổ mối cũng khổng lồ luôn. Hay phết đấy. Nghe tiếng thác nước rồi. Lắm đấy nha. Vâng. Ngã ăn đây là đau đấy. À, nước đây. Đấy, nghe tiếng thác nước rồi. Đây, điểm dừng chân đêm nay của chú cháu mình ở đây à chú? Quá đẹp luôn. Nước chảy, nước chảy, nước chảy. Có nước là sống rồi mọi người. Có nước là sống rồi. Anh Trường đang khơi thông dòng chảy. Đây, mọi người ơi, theo lời của các chú các anh ở đây, em Trọng nữa thì bảo đây là nước người ta tích ở đây nhưng mà do người tạo ra cái rãnh này. Đó, tạo ra cái rãnh này. Và đến đây là rạch ra và nước cứ chảy như này. Dẫn nước vào nhà sinh hoạt đấy đúng không Trọng? Cái này là từng hộ gia đình anh ạ. Ừ. Một hộ là sẽ có một đường dẫn riêng. Đây, ngày xưa người ta dùng dao, dùng đục để người ta rạch ra rãnh như này anh ạ. Ừ. Đây, ta dẫn xuống tận dưới kia kìa. Nước sạch đấy nhỉ? Vâng. Đây là đường dẫn nước về bản đấy. Đây là ngã ba đây. Đây, bên này là một nhà. Bên này là một nhà. Ngày xưa hai ông cùng dậy với nhau là ghét nhau, không thèm chung nhau. Cái ngày xưa là chung nhau. Ngày xưa là chung nhau xong là ghét nhau là ghét chia nhau. Ăn cơm uống rượu với nhau là ăn uống không công bằng. Nên là cái nhóm này là ông lên ông chia thành hai. Mình phân tích cho mẹ cũng hợp lý chứ. Ngày xưa cùng đều làm chung đấy nhưng mà đến lúc nhà nhiều nhà ít thì ghét nhau, phải chia nhau làm riêng. Thú vị không mọi người? Nhìn đấy. Nước chảy đá mòn đấy, đây này nó thường xuyên này nó chảy xuống từ dưới đây là ngã ba, vâng. Chia nhau ở chỗ đấy. Đúng đấy là nói hai ông là cùng làm chung với nhau, đến lúc là ghét nhau là chia nhau. Chia nhau để thành ngã ba cuộc tình ở đây mọi người. Chỗ này đẹp quá nhỉ Trọng nhỉ? Vâng. Đẹp thật. Thực sự bây giờ mới có 3 giờ chiều, chưa đến 3 giờ chiều nữa mọi người ạ. Nhưng mà đã cảm giác là rất là âm u và tối rồi đấy. Vào trong rừng này nhanh tối thật. Tức là chú ấy đang cạo cái vỏ cây để nấu nước uống mọi người ạ. Cây má. Cây má. Cây da má. Cây da má. Thì mỗi vùng gọi một kiểu ấy chú nhỉ? Đấy đúng rồi. Uống nó có vị đắng đắng hả chú? Hay là đắng? Nó, nước nó vàng. À nước nó vàng. Mà cho vừa thôi, có nó chát chát. À. Đó, đó. Cái cạo cái vỏ ngoài này. Trên rừng nó sắn cái cây uống cây nước. Uống nước. Ừ. Đây mọi người có thể nhìn thấy đống lửa rất là to kia nhá. Có cả nồi nước đang đặt ở trên để đun để làm nước uống đấy mọi người ạ. Nước thì sạch nhưng mà phải đun cho nó chín. À. Một nồi nước tầm này thôi. Thôi nó chát. Vâng. Nó vàng nước mà. Vâng. Lấy mỗi cái da của nó thôi. Cái này thôi. Thế thôi chú. Thế thôi. Vâng. Nhiều quá lại không ngon. Nó vừa ngon thôi mà. Vâng. Nó đã sắp sôi rồi đấy. Nhìn lửa tốt thế này mà. Đấy. Rồi, tí nữa sôi nó chín thì mình
mắc xuống là mình để cho nó nguội giọt ra uống thế thôi. Tí nữa thôi mà qua bán làm bán ngược đã. Để cho nó nguội nhanh này thì nước tây mà nóng đấy, còn nóng đấy nhá. Thế nào, nghe thơm không? Thơm đấy, nó không chát, không chát mà có vị thơm thơm đấy, đúng rồi. Cái này mình nước nó màu hồng hồng mọi người, đun cho nó chín mà da là da cây má, má là má hồng đấy, cây má đấy. Cháu thấy thơm mùi củi củi đấy, nó rất thơm đấy, mùi củi củi nữa. Tí nữa là đi bắt mấy con linh tinh ở đây nữa mọi người ạ. Ừ, vẫn có đấy, nhưng mà cũng là trải nghiệm. Cháu ở chỗ kia nữa là đi con to. Dọc suối này lên trên bắt thấy những cháu, con to nhá. Cháu nhìn thấy nhiều con to lắm. Con này thì các chú bảo là khi con mẹ nó to bằng hai cái bàn tay này và nó dài dài như con chảo chuộc ấy. Nhưng mà chỉ có ở khu này có thôi. Đấy là ở chỗ các chú gọi là bu bu. À bu bu, bu bu. Con bu bu, con bu bu đấy. Đây đây đây, Đức. Bắt đi. Ui, con to đấy. To thế. Bắt được không? Bắt được không? Đây đây đây, đó chú ơi. Ở đây đây con ở dưới đây đang chạy đây. Ôi nhiều chứ. Nhiều lắm. Nói chung là nó đặc như kiểu là. Ui con gì cá gì đấy. Đây cháu. Ui con to rồi, con to rồi. Con đấy làm sao mà trượt được. Con đứa to đấy. Chắc phải 100% nhỉ. 100% 99 được không? Ok cho anh. Không biết như nào nữa. Ôi to chưa? Đây. Đây đây đây, chắc được. Rồi. To bằng con này không? À con này to hơn. Ô con này. Nhìn hai con với nhau này. Một chín một chú Đức trời ơi. Chú Đức ơi, bỏ đây chú Đức ơi. Xem nào. Cho mọi người xem. Đây con bu bu đây. Ơ còn cái tép này. À, tép. À tép. Nhiều tép lắm nhưng mà cái tép đây là bé. Chú Đức đây nhiều lắm. Ồ. À chú Xuyên thì đang thiết kế để nấu cơm. Giờ bữa tối đấy anh em ạ. Bây giờ là gần 5 giờ tối rồi. Mà, trong này rừng là mà 5 giờ thì tối rồi đấy. 5 giờ là bắt đầu tối rồi. Anh em bố con chú cháu là chuẩn bị bữa tối. Bữa tối. Gì gì vẫn phải có bát cơm chú nhỉ. Gì gì thì kiểu cơm. Nồi đây. Đây nha. Ở lúc nãy trong giỏ nhìn thì ít nhưng mà lúc bỏ ra bây giờ nhìn nhiều lắm mọi người ạ. Tha hồ mà ăn. Bạn làm là bằng cách là bóp ra. Rồi nó phòi ra mà rửa. Chắc tí vẫn phải rửa lại nhỉ chú nhỉ? Đấy, rửa lại chứ. Cầm lấy nước trên sạch rồi ăn. Yên tâm. Sạch đảm bảo. Con này anh Trường bảo anh ngon lắm đấy, Hà Còi cũng lần đầu tiên được nhìn thấy nó chứ chưa nói là ăn. Đây, lần đầu tiên ăn đấy, ngon mà. Cái lóng. Cái lóng nó là. Đây, còn có cây giấy nữa. À, cái thịt nó thì nướng, còn cái da nó thì xào. Không, cả thịt, cả da. Xào lớn. Cả da lớn mà. Xào nữa, nướng nữa. Ăn cho nó oi, nó ngon. Bên này nướng nha. Tí nữa mình pha tí thêm, này thêm tí nữa ở bên kia nữa. Lặt cả cái xem nó ra đi. Kiếp xương đấy. Cặp thịt dê nướng rồi anh. Kẹp.
bà tí nha. Đây là nồi con bu bu đây. Thử mở. Thử này. À, coi thử mọi người nhé. Tỏi chỗ đâu? Có vị hơi đắng đắng nhưng mà ngọt, nó cũng có cái vị ngọt nữa. Dậy đi chú ơi. Được không? Được đấy. Ngọt nước đấy. Chú Đức đang xào thịt dê. Thịt dê xào lá lồm. Lá lồm mọi người nhé. Lá lồm chứ không phải lá ấy. Ông nói nhịu là không được đâu. Cậu cụ đánh mạnh cả nhà. Mấy bát luôn. Rồi. Ừ. Nhìn cái màu này thì nó gần gần giống cái con nhộng ong ấy. Ừ, màu nhộng ong ấy, nhìn đục đục nhỉ. Đục đục vàng vàng tí anh ạ, đây. Chất lượng đấy. Rồi, ôi ăn hắn cái khúc cây chuối này xem. Có một ngày mà nhà mình ăn hết 6 cây chuối gọi là ác phết đấy. Nếu mà muốn ăn liên tục là phải trồng một rừng nhỉ. Rừng chuối. Rừng đấy. Mọi người cái món chuối này là liên tục. Phải nói là vừa ăn vừa kéo giang tư. À. Thấy không? Chọn. Xuống. À, ngon. Thịt dê nó vẫn ngọt như thế. Ngọt chứ. Phải công nhận đấy mọi người ạ. Thịt dê nó không như thịt bò. Thịt bò thì sợ nó dai. À, nọ kia thì thịt dê kể cả luôn mình nướng kỹ này một tí nhưng nó vẫn mềm nhá. Vẫn mềm mà. Vẫn mềm. À, coi mời mọi người miếng thịt dê nhá. Để ăn ớt vào nghe nó khác khác người nó. Cứ phải gọi là có một tí cay cay mà anh bò mà nướng kiểu này là chứ khô. Không cho ớt mà là ăn bò nó. Bò nướng kiểu này là khô đấy. Vâng. Miếng dê thì nó mềm. Nó mềm. À đấy. Cho một ít quả này đi. Quả này ghém chung với em thịt dê nướng rất là hợp nha. Ăn ngon lắm. Quả chung. Sung này này, sung này rất là giòn. Đây, phải dùng sung một miếng thịt. Miếng sung một miếng thịt. Dùng sung giòn lắm này ạ. À. Phải xin quả ớt ăn xem nó tê thế nào. Ngon lắm. Tối nay uống toàn mái. Ồ, hay quá. Cùng mà quả sung này chả chát thế nào nhá. Không chát một tí nào luôn mọi người ạ. Thế đi, châu chồng ơi. Rồi ăn đi. Thịt chiến. Ngon lắm. Tối nay rành nhá đấy. Ồ. Nhanh quá, quên mưa cả nhà. Ngon quá. Rồi, xuống. Phê đúng không? Xuống phê nhà chú Đức nhỉ. Cháu xin mời chú xin ly nhỉ. Riêng chú. À? Vâng, riêng. Riêng à? Ôi, cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng, cháu xin phép cháu đang cầm máy quay cháu không hai tay được nhé. Rồi, nhất trí. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Thôi cho chú xin phép chúc châu trưởng một ly nhỉ. Vâng. Chú cháu mình cũng hôm nay là ngày đầu tiên lên rừng. Vâng. Ngủ rừng kể cả cháu Hà ở Hà Nội về là nói chung là chú cháu mình là mỗi người một nơi, một quê một quán là bây giờ là anh em vẫn còn tập trung đồng khởi với nhau lên rừng. Chủ yếu là không phải đi sinh tồn mà đi trải nghiệm, nhưng mà tối thì phải dừng chân ngủ lại ở cái khu rừng này để mà trải nghiệm thế nào. Dạ. Bây giờ là chú cảm ơn chú nha, sức khỏe chú nha. Vâng. Rồi, mời cả nhà nhá. Rồi, mời tất cả anh em nhá. À da, sướng quá. Ấm quá. Mọi người mời à, vừa tranh thủ gọi là lúc mà mọi người đang bời nhau à vớ được cục cháy này. Thế. Nhưng mà chú uống súp ba rồi. Thôi không mời ăn gì luôn. Cả nhà ăn cơm nhá. Bây giờ là đến súp cơm rồi. Ồ. Đánh cơm. Ai làm thế? Nước này chan cơm đi hợp lý lắm. Rồi bắt đầu là chuyển sang ăn cơm rồi. Tất cả chú Đức với cả anh Trường với cả chú Diên đều là ăn đấy, cơm rồi. Vừa mới chan làm bát nước với chan cơm đây này. Để làm đi này đó. Em đã hai quả là hết cái này luôn. Hai và. Một và. Căn bản dính cái quả tơ dây điện nên là cũng hơi khoai mà bác giăng tơ phát ra nha. Phát nữa nha. Hai và hết bát cơm. Bà bèn. Ăn rồi mới xuống. Ba phát là hết. Đây mọi người ơi. À, bên kia là bếp củi này. À, không gian ngồi của mấy chú cháu là ở đây. Đó, thì bên cạnh thì là một dòng suối, thì mùa này là mùa cạn mọi người, nên là mọi người có thể nhìn thấy là suối nó chưa được nhiều nước lắm, nhưng mà mùa kia thì nó sẽ nhiều nước hơn.
Cái này là đủ. Mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng rất là sáng như này là do là có một cái đèn năng lượng mặt trời ấy mọi người. Là mình mang theo. Là mình cũng tranh thủ lúc mà sáng là mình sạc luôn để tối mình dùng. Nhưng quay phim cho mọi người mà tối thì không thể thể nhìn thấy gì. Bên này cũng có một đèn nữa luôn này. Treo này. To đùng luôn, sáng rực. Yên tâm luôn là không có vấn đề gì. Mặc dù ở đây là cách nhà dân ít nhất cũng phải từ 6 đến 7 km đấy mọi người. Mình đi bộ khoảng tầm là gần 3 tiếng đồng hồ mà. Đây kia là tấm pin sạc năng lượng mặt trời kìa mọi người. Đó, tấm pin sạc năng lượng mặt trời đấy. Còn đây là một đống củi rất là to. Ở không gian ngồi đây thì bây giờ là yên tĩnh gần như tuyệt đối. Ngoài tiếng suối chảy và tiếng thỉnh thoảng có một vài con cò kè góc ngoé thì kêu ấy. Đây là vào sâu trong rừng rồi đấy mọi người. Và anh Trường còn bảo với Hà là anh đi anh còn phải đi sâu nữa, còn như này chưa ăn thua gì cả. À, sợ luôn đấy. Thì bây giờ thì mọi người sẽ ăn cơm và tiếp tục là hành trình là buổi đêm nay và sáng mai nữa. Tối nữa tiếp tục là sẽ đi soi đêm đúng không Trọng? Dạ vâng, tối anh em mình sẽ đi soi đêm anh ạ. Anh em bố con cho cháu mình. Mấy chú cháu sẽ đi soi đêm nữa và tập sáng mai nữa thì mọi người đón xem tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Hà cũng xin chào mọi người và kết thúc video ở đây. Video tập 2 này ở đây nhé mọi người nhé. Mọi người đón xem tập 3, tập 4 nhé. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Cái tóc rồi. Cái áo đấy. Nó vào hàng đấy. Chém nhá. Cá chê mọi người ơi. Tốt. Mắc kén là rồi. Các à. Ôi. Cô to lắm, người nó kẹp đâu lắm. Đây này. Cũng được rồi chú ạ, con này tầm trung rồi. Kẹp. Mới một càng rồi chú. Mới hai càng đấy. Chả biết. Hà coi chào mọi người nhé. Bây giờ thì đang nấu ăn đêm mọi người ạ. Canh xương dê. À, cháo xương dê. Cháo xương dê chú Đức nhỉ? Cháo nấu cháo. Tức là bây giờ là chuẩn bị là mọi người sẽ đi soi đêm xem có bắt được con gì không. Còn là không biết có bắt được hay không thì con này chắc chắn rồi. Cứ phòng thủ nồi cháo xương dê đã. Đi xe cá với đâu là giờ. Lửa to chưa mọi người? Mọi người có thể vừa nhìn thấy một cái ánh lửa mà bốc lên ấy. Đấy, à vừa mới quay các chú làm lửa bốc cháy lên như kiểu pháo hoa luôn ấy. Mọi người nhìn lửa tốt không? À bây giờ chuẩn bị đi săn đêm mọi người ạ. Tối này đi soi đêm. Nó lạnh mà. Lạnh mà, đốt ngồi đây thì còn gì bằng nữa chú nhỉ. Nó vẫn ra mà nhưng mà nó thấy mình là nó xuống này. Còn đấy. Rồi, làm này cho bắt được đây này. Cả nhà ơi. Chém được không nó mà hang đấy. Ô cá mọi người. Đây này. Cẩn thận nhé chú nhá. Hà nhìn thấy cá chê. Đây. Mọi người có nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Đây. Làm luôn đấy không gì đấy vào hang đấy. Nó vào hang đấy. Chém nhá. Cá chê mọi người ơi. Tốt. Mắc kén là rồi. Tí về nấu luôn. Thôi rút ruột luôn. Làm luôn chứ. Thả đứt còn hơn mất. Đấy thả đứt còn hơn mất. Được rồi, cá chê mọi người. Nó trong chê. Hàng này nó ra đấy. Trong hàng ra. Đúng rồi. Mọi người ở dưới kia đi nhanh, không ăn thua bằng chú Đức. Chú Đức cứ đi chậm chậm thôi. Chậm nhưng mà chắc. Đâu, chú Đức đâu? Bật nha. Rồi đấy, mọi người nhìn thấy con cua chưa? Wow. Chạy đâu, nó toát. Con này cũng không hề vẻ đâu. Chạy đâu em ơi. Wow, đây này cả nhà. Đấy. Ui giời. Ôi nhiều phết rồi. Nhiều phết rồi chú ạ. Có khi thế này thôi. Không sợ ăn không hết đâu. Không nhưng mà thích quá. Dạ. Con bé không bắt đâu. Bắt con to nhưng mà ta thấy cũng đủ rồi đấy chú xin ạ. Mọi người căn bản là thích đi bắt. Mọi người căn bản là thích đi bắt. Chứ không phải là vấn đề là bao nhiêu con nữa. Em chờ em đổi chỗ cho anh, em muốn nằm võng. À, đang nằm võng mọi người. Sướng thế, nằm cạnh đống củi ấm áp.
Thì nằm vào một cái khuyệp con ngao nó con đi. Con ngao, các chú đúng mà con ngao là con hổ ấy mà. Ngao bây giờ là chờ ăn đêm thôi mọi người ơi, sướng quá. Em cảm ơn anh Trường nhá, em nằm võng một tí nhá. Ừ. Nằm là khuya lắm rồi anh nhỉ. Mới có 8 giờ mà cứ như kiểu nửa đêm rồi. Tối. Mọi người xem video thì nó đung đưa đúng không? Bởi vì Hà đang nằm võng mà. Sướng rất là sướng. Khênh quá. Nào quá. Ờ chú Đức đang vót để làm cạp thịt cá chê. Hôm nay ở nhà vẫn còn cái võng mà có màn ấy, cái mùng đó. Ừ. Thế mà quên không mang nhỉ anh nhỉ? Mang có hai cái chứ nhưng mà nghĩ là không có cây mà mắc. Ui đấy. Ôi, dạ. Kêu rắc rắc ấy. Nghe đều rồi. Như thế là đều rồi. Dạ. Kinh thế. Anh Trường bị ấy đúng không? Dạ. Anh Trường bị đau lưng đúng không? Đâu lưng. Lưng là hôm trước là đi thu hoạch ngô hay sắn gì đấy. Cái nổ cái kiểu đấy là phải thả lỏng người. Đấy là tổng quân miền núi đấy à? Như này à chú? Thế, à nhưng mà cúi xuống, cặp tay chắc vào. Các ơi. Nhưng mà thả lỏng đừng người. Nín thở nhá. Vâng. Thả lỏng người nhá. Sống sống mình nhá. Thả đừng nín nhá. Này. Ui. Chơi sớm không? Nghe chưa? Cao thêm 2 cm. Đấy nó nổ đây, nó nổ từng. Trọng làm phát không? Ừ, em thôi anh ạ. Sướng lắm. Khoái. Còn đây là thành quả của tối nay mọi người. Đây là cua bắt được đây. Cua với cá chê đây. Còn thịt xương dê thì không nói rồi. Cháo xương dê. Cua đây. Buồn ngủ ấy ngáp rồi đấy. Ngáp rồi mọi người. Mới có 8 rưỡi tối thôi. À, 9 giờ kém. Đây 9 giờ anh Hà ơi. À thêm con nữa. Đây, nốt ba con. Cái que là chú Đức. Xin lỗi mọi người nhé, rơi điện thoại. Đây, cái que của chú Đức thiết kế đây. Là 2 con luôn. Nửa đêm rồi mà anh Trường vẫn đi lên tận trên kia để lấy cây trà rừng để về nấu nước uống mọi người ạ. Đúng là người ở đây họ đi rừng đi núi quen rồi. Tối om vẫn phi vào vòng tối luôn. Tối om om ấy. Còn bây giờ thì đây, bữa đêm hôm nay đây mọi người. Nóng lắm. Nóng lắm chứ nhỉ. Nhưng mà nóng nhưng mà xa lửa lại lạnh nhưng mà vẫn muốn ở gần lửa. Vẫn muốn ở gần lửa. Nóng nhưng mà xa thì nó lạnh. Vâng. Ôi trời ơi. Đợi anh Trường về rồi chiến. Bây giờ ra ngồi cạnh đống lửa đã. Lại còn một bát thịt dê này chứ. Bát cháo dê. Anh Trường đã đi lấy được chè rừng rồi đây. Phải chè rừng không cháu ơi. Hay là la ngón thì thôi đấy nhá. La ngón cũng được. Hay la ngón thì nghỉ đấy. Còn anh một phát đờ 7 giờ dậy nhá, 7 giờ sáng dậy. Hồi 7 giờ mà muộn đấy. 6 giờ thôi. Trên đây muộn. Không muộn. Muộn đấy, 7 giờ là muộn đấy. Anh Trường là sợ là sáng ở trên này nó tối muộn đấy. Tối sớm nhưng mà sáng cũng sáng muộn luôn. Ừ. À cũng phải làm bát cháo. Có phải làm bát đấy. Vừa uống rượu vừa ăn cháo vừa lấy uống. Đây ra. Uầy. Cái gì chạy phải lấy ra. Được thôi rồi. Cho anh xin đây. Tí tiêu. Thoải mái đi. Em thoải mái. Ok. Cày okay. Đấy. Wow, okay. Thoải mái đi. Cày nó mới đấy. Đúng là đợi tiêu đây chú ơi. Cháu ơi. Đi thôi. Ngọt nước lắm. Có xin không? Mọi người nhìn lên có một tí cháo mà từng đây xương rồi mà. Thì gì nó chẳng ngọt. Để anh Trường nhá. Tiêu này. Không có làm tiêu cà là xương mà ăn gặm cà xương cho nó sướng. Thì gặm cà xương nó mới ngon. Tí nữa là cũng cho tí gạo lên là cũng đun cái xương này lại. Sáng mai sáng mai lại ăn cháo tiếp. Sáng mai ăn cháo. Cho mình lên cái nhỉ. Vâng. Ở nhà nhá. Chúc sức khỏe chú nhá, anh nhá. Tí nữa lại cho gạo vào. Đây, mời anh nhá. Đây. Thôi, mời cả nhà nhá. Mời mọi người nhá. Mời tất cả anh em nha. Cả nhà nha, ăn cái chê nướng nha. Ăn cá đi. À, anh Trường chiến đấu đi. Ôi trời, thơm nhỉ. Thế nào? Rồi mời cả nhà nha. Thơm, thơm mà ngọt lắm. À, thơm à. Xèo.
À còn muốn bốc tay lắm ấy. Bốc tay nhưng mà vì mình cầm máy quay ấy, tí mình bốc tay xong mình cảm ứng nó không còn hoạt động nữa thì đây. À, bây giờ Hà sẽ chấm muối hạt dồi. Ngọt. Không biết nói gì, chỉ biết nói từ ngon thôi. Từ ngon này. Không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết nói là ngon. Thực ra nó quá ngon đấy. Quá ngon, không biết nói thêm một câu gì nữa. Quá ngon. Chỉ biết nói là từ ngon. Cá chê ngon lắm mọi người. Cá chê coi nhỉ, nó rất là đỉnh luôn. Căn bản của cái nướng cái kiểu này chú ạ, nó thơm thịt. Đúng. Còn với cái mùi hạt dồi nó muối trắng ăn nó ngọt lắm. Mà cái thịt cá chê nó rất là bông thịt. Đúng rồi. Vứt xa xa vào. Vứt thẳng xuống chưa. Ngon chú chả. Ngon lắm cả nhà. Cua đá béo lắm. Nói chung là món nó cũng ngon. Anh Trường đã review quả cua rồi. Ui giời. Ngọt lắm. Chát không? Ngọt. Sao? Rồi. Quá là chát. Chát rồi. Quá. Đây, chậu. Ờ cháu xin chú nhá. Đấy. Toàn được ưu tiên này mọi người. Nó giòn lắm. Một đá rồi. Quá đỉnh chiên quá nữa nó mới đá. Mời mọi người nha. Đây mối bên kia. Rồi, nước chấm đây này. Có trứng chứ. Cảm ơn chú. Đấy, trứng đấy. Làm muốn trứng cá chê kìa. Được đấy. Nó tạm đây nhá. Ừ. Bùi. Rất phải thêm ớt vào. Béo. Đây mình ớt mọi người. Đây, cua cả nhà ơi. Con to này chú. Đàm này không. Nó khoảng một con này. Ui tai bừng kìa. Béo quá. Chơi phải miếng mật cá chê. Hả? Đang đắng à? Đắng. Đắng ngon. Đắng ngon đấy. Mình chỉ có lấy ruột thôi mà. Mọi người nói thật với mọi người luôn là đêm ấy mà có cái nồi cháo này xong là ăn xong đi ngủ yên tâm luôn, ấm bụng. Mấy chén rượu vào nữa này là dễ ngủ lắm chú nhỉ. Bây giờ đi ngủ mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy không gian ngủ sướng không? Chăn ấm, đệm êm. Đệm thì dưới là lá cây cộng với đá thôi, còn ngoài là suối này. Chú Xiên vẫn còn đang lọ mọ cái gì nữa đây. À, còn cái môi. Cái môi. Đây mọi người, đây là màn đấy mọi người nhá. Không phải là không đâu. Màn đấy chống muỗi đấy. Không. Vẫn mở cửa ra để nhìn ra bên ngoài. Đèn rất là sáng luôn. Chăn đây mọi người này. Ôi, ấm vô tư. Không phải sợ. Chào mọi người nhá. Hà đi ngủ đây. Sướng cực kỳ luôn mọi người. Rộng lắm. Đây này, em Trọng thì nằm bên cạnh này. Đây có, đây là gối của em Trọng đây, là cái bao tải. Là cái bao tải thôi. Nằm đây. Còn Hà nằm đây, chăn đây, ấm cực. Rồi chào mọi người nha.